Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại ra vườn làm đất trồng rau muống, trồng rau khoai lang các bạn ạ, và trồng rau bí ngô các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn ra vườn cùng với mình nhé. Đất tươi lắm các bạn ạ. Mình cuốc nó lên để cho cái đất nấm mới đấy nó lẫn vào mấy những cái đất nấm cũ của mấy năm trước à. Đánh uống cho nó phẳng ra các bạn ạ. Đất nó cũng tươi đấy các bạn ạ. Mình trang cho nó phẳng uống. Sau khi mình đã cuốc đất và san phẳng luống rồi các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình mới tưới cho nó ẩm rau, ẩm đất đã các bạn ạ, rồi mình mới trồng rau. Mình chỉ tưới nhẹ thôi các bạn ạ. Đấy, tưới nhẹ thôi. Sau khi mình trồng xong rồi mình lại tưới lại mà các bạn nhé. Các bạn ạ. Vừa rồi mình có bê thử một khay rau muống này ra ngoài xem chừng một số cây nó không lên được vì nó lạnh các bạn ạ. Mình để ngoài đấy mất một tuần không lên được, trong khi đó rau mình để trong nhà kính đây các bạn rất tốt đấy. Nếu mình gieo trực tiếp ra đất thì rất hay bị con bọ nó cắn mất cục thiết ngọn. Mình gieo vào cốc các bạn ạ. Đấy. Bây giờ nó cũng tốt tốt rồi thì mình cho ra ngoài mình trồng. Nó có dễ rồi các bạn nhé. Rau muống thì mình cứ trồng nó dày dày vậy cũng được các bạn ạ. Mình cứ trồng cách khoảng độ gần một gang cho đến một gang là một gốc các bạn ạ, thì sau này mình chăm bón nó cũng dễ hơn.
dẫn một số cái cỏ nó vào đây các bạn. Bình thường cái thời tiết này so với mọi năm là mình trồng bên ngoài đã rất tốt rồi, các bạn đã chuẩn bị có rau ăn rồi. Thế mà năm nay không trồng được bên ngoài. Nó lạnh quá. Về đêm mới rất lạnh. Hàng rau muống mình đã trồng xong rồi đây các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi mình tưới cho nó các bạn ạ. Giờ mình sẽ đi trồng bí các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nọ mình mới tỉa được mấy cây bí, mình mới trồng được mấy cây. Hôm nay mình sẽ cắt bớt chỗ cải này đi để mình trồng nốt các bạn ạ. Trồng nốt rau bí. Cải nhanh lên tốt thật các bạn ạ. 3-4 hôm đã ngồng lên. Cái này ngồng thì luộc cái tàu già bên ngoài mình cho ra muối dưa các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi cuốc đất
để trồng rau bí. Mình phải trồng nhiều thì nó mới có đủ lá để cả nhà ăn được. Đây là hạt bí ngô mình cũng gieo ở nhà đấy các bạn ạ. Đi mua nó cũng tính là mấy mấy đô một cây này đấy. Trồng xong rồi chỉ việc tưới tắm cho nó, chờ nó lên tốt để lấy lá đi ngọn ăn thôi các bạn ạ. Cái này là đất nấm nên nó cũng không phải đâu, mới năm nay mới đổ mà, đổ cách đây 3 năm rồi các bạn ạ, thì năm nay lại đổ. Cái đất nấm cũ nó kém dinh dưỡng đi thì lại phải đổ đất nấm mới. Mình đổ đất nấm mới rồi thì mình không phải phân bón gì các bạn ạ, chứ nếu không đổ thì cái bí này thì là phải cho cái, ở đây nó có cái bán sẵn cái loại phân bò đấy bạn ạ, thì trồng bầu bí mà cho cái phân bò đấy nó đã xử lý rồi và cũng rất tốt các bạn nha, tốt lắm. Các bạn ơi, hôm nay mình trồng thêm được 4 hốc bí nữa. Vị trí cái chỗ này của mình là có 8 hốc bí rồi các bạn nhé. Đấy. Mình gieo hạt cũng có những cây nó lên nhanh, cây lên chậm các bạn ạ. Cây lên nhanh mình đánh sớm là rồi đấy, mình trồng đấy, được mấy cây to đấy các bạn ạ. Còn những cây chậm này bây giờ mình mới đánh ra mình trồng. Bây giờ mình sẽ tưới cho nó chút nước các bạn ạ. Máy đấy các bạn nhé. Đây là những cây bơ cũ mình cũng tưới luôn.
bạn ơi, đây là đất của mình đấy, để mình trồng khoai đấy. Đó, mình trồng cả đất cát lẫn đất nấm các bạn nhé. Bây giờ mình bọc nó lại, che nó lại để cho nó ấm gốc các bạn ạ. Chứ nếu mà thời tiết này vẫn còn lạnh lắm. Đấy, thế là mình đã làm xong rồi các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ chọc mấy cái lỗ ra các bạn ạ. Khoai lang của mình đây các bạn ơi. Đấy. Đấy. Mình để trong nhà ấm đấy các bạn nhé, nó mới lên nhiều này được. Nó mới lên nhiều là dễ này các bạn nhìn thấy không? Đấy, trời vẫn còn lạnh lắm các bạn ạ. Đấy, mình tỉa ra được dễ đây các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình lấy đất này mình đã chặt rồi các bạn ạ. Đấy. Đấy. Ở bên đây khí hậu nó lạnh các bạn nhé, nên là mình muốn trồng cho nó lên thì mình vẫn phải giữ ấm ấm cái gốc của nó các bạn ạ. Cái chậu này mình trồng đến 5 ngọn thôi các bạn ạ. Đấy. Còn chỗ kia mình sẽ ra trồng ở chỗ khác các bạn ạ. Đấy. Thế là mình đã trồng xong khoai lang các bạn nhé. Bây giờ mình chỉ tưới cho nó một chút nước vào đây nữa các bạn ạ. Cái đất của mình cũng hơi ẩm rồi các bạn nhé. Đó. Ok, thế là xong. Đấy, thế là xong trồng khoai lang các bạn ạ. Những năm trước mình trồng khoai lang này để ăn lá các bạn ạ, mình trồng ở ngoài luống. Như mình cũng xem trên video mình trên YouTube đấy, mình thấy người ta trồng trong thùng xốp mới lại trong chậu như thế này mà có củ rất lớn. Nên là mình cũng học làm theo, hy vọng là sẽ được thành công để có củ ăn. Đây chỗ này là mình trồng ăn củ các bạn ạ. Đấy, hy vọng là sẽ có củ để ăn. Các bạn ơi, sau khi cuốc đất, trồng rau xong, công việc của mình cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ đồng hành kênh của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn cho mình xin một like, một share,
Và nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye.